Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video này thì tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cây gỗ sao. Gỗ sao là gì? Đặc tính sinh thái của cây sao có mấy loại? Thì phần 1, cây gỗ sao là loại thực vật thuộc họ dầu. Chi thực vật này có khoảng 104 loài. Đây là một loại cây quý dùng để lấy gỗ rất tốt vì các đặc tính đặc biệt cũng như thời gian sinh trưởng của cây. Trong trang trí nội thất cũng như xây dựng thì cây sao được biết đến với 5 loại là sao xanh, sao vàng, sao đen, sao cát và sao đỏ. Mỗi loại gỗ sao thì đều có đặc tính riêng biệt theo như tên gọi của nó. Phần 2, đặc tính sinh thái của cây gỗ sao. Thì cây gỗ sao có thân thẳng, thuôn dài, thân cây có những nứt dọc theo thớ, vươn xa đến hàng chục mét. Nhiều cây có thể lên đến 50 mét hoặc hơn với đường kính khoảng từ 80 đến 100 cm. Có những cây sao cổ thụ rất lâu năm cho đường kính lên đến hơn 3 mét, hoa nhỏ mọc thành từng chùm, khoảng 11 đến 12 nhánh. Mỗi nhánh có từ 4 đến 6 hoa nhỏ màu trắng như hình ngôi sao, tán là rậm hình chóp, cành nhánh to, dài mọc thẳng đứng. Lúc non thì lá có màu xanh nhạt, lúc già thì chuyển sang màu nâu, lá dài khoảng từ 7 đến 17 cm, rộng từ 5 đến 9 cm. Trên mặt lá vàng có màu xanh bóng, mặt dưới rất mịn. Lá sao có hình trái xoan, thuôn đáy tròn và đỉnh nhọn ngắn, gân chính rõ với 7 đến 10 đôi gân phụ. Các nách gân của đấy có túm lông nhỏ. Cây gỗ sao thì thường mọc nhiều ở những vùng đất đồi hoặc có thể ở trên mỏm các ngọn núi cao, hứng ánh nắng trực tiếp. Thân cây tròn, chúng thường mọc ở những nơi có độ dốc cao để tránh gió mưa và bão quật ngã. Gỗ sao thì phân bố từ Sri Lanka, Nam Ấn Độ tới Nam Trung Hoa, kéo xuống tới New Guinea. Ở Việt Nam thì gỗ sao phân bố nhiều ở khu vực miền Tây Nam Bộ và nhiều nhất ở các tỉnh vùng núi Thái Nguyên, thường tập trung nhiều ở Kon Tum và Gia Lai. Những cây gỗ sao ở các vùng Thái Nguyên thường có chất lượng tốt hơn hẳn nhờ vào khí hậu nhiều nắng và gió. Chính vì thế mà thớ gỗ và vân gỗ nhìn rất đều, trông mịn hơn những cây sao ở những khu vực khác. Phần 3, gỗ sao thuộc nhóm mấy? Thì gỗ sao là một trong những loại gỗ quý nằm trong nhóm 3 thuộc danh sách gỗ quý của Việt Nam. Đây là loại gỗ rất được yêu thích trong công nghiệp, đóng nội thất như là bàn ghế, cửa sập, dựng nhà. Phần 4, gỗ sao có tốt không? Thì gỗ sao là loại gỗ có đường kính lớn, vân gỗ đẹp, liên lạc với nhau và rất chắc chắn, nên chúng rất được yêu thích trong sản xuất những đồ dùng nội thất. Ngoài ra thì gỗ sao có dầu, nhựa, nếu để lâu theo thời gian thì có sự co rút ít, sức chống tách cao, gỗ sao thẳng và rất ít bị cong vênh. Nhưng đây cũng là loại gỗ khó sấy và khó gia công, cắt gọt. Trước đây thì gỗ sao thường được dùng để đóng các bộ sập, chiếu ngựa và dùng khung bao, cửa gỗ. Rất hiếm có gia đình nào còn sót lại một bộ cửa gỗ sao còn nguyên vẹn. Khi nằm trên một bộ ngựa làm từ gỗ sao thì sẽ cho ta một cảm giác thoải mái, mát mẻ và vô cùng dễ chịu. Một bộ cửa gỗ sao thì luôn đảm bảo mặt phải mịn, không có vết nứt mà phải đẹp hoàn toàn. Phần 5, gỗ sao có mấy loại? Cách phân biệt giữa các loại gỗ sao. Thì gỗ sao thì gồm có 5 loại là gỗ sao xanh, sao vàng, sao đỏ, sao đen và sao cát. Mỗi loại lại có những đặc tính khác nhau, đúng như là tên gọi. Về gỗ sao xanh thì sao xanh là loại gỗ thuộc nhóm 3 trong những loại gỗ quý. Đặc điểm của gỗ này là thớ gỗ khá mịn, thẳng thớ và chặt chẽ. Sao xanh thường phân bố chủ yếu ở vùng miền Tây Nam Bộ. Khi phân biệt gỗ sao xanh thì người ta thường nhìn vào vân gỗ với các giác lõi để phân biệt. Gỗ sao xanh thường có màu vàng, nâu hay nâu đỏ, tùy thuộc vào vùng đất mà gỗ phát triển. Gỗ sao xanh đang ngày càng trở nên khan hiếm. Để kiếm được một khối lượng gỗ sao xanh lớn với bản to là điều rất khó khăn. Gỗ sao xanh khi làm đồ nội thất thì thường có tính thẩm mỹ và độ bền rất cao nên rất được yêu thích. Đây cũng là một trong những loại gỗ có giá trị kinh tế lớn. Gỗ sao vàng thì gỗ sao vàng là một loại gỗ quý có màu vàng nâu hay nâu đỏ. Loại gỗ này thường được sử dụng nhiều trong việc sản xuất những đồ gia dụng để thu hoạch. Để thu hoạch được một khối gỗ sao vàng đẹp đúng chất lượng, vân gỗ đẹp, có độ cứng bền nhất định thì cần phải trải qua thời gian khá dài, từ 50 đến 60 năm tuổi. Chính vì thế mà giá trị của gỗ sao vàng cũng rất cao. Gỗ sao đen. Sao đen là loại cây được lấy từ nhóm 2. Được lấy từ nhóm 2 của cây sao đen. Cây này thì có vỏ ngoài nâu đen, nứt dọc thành những miếng dày xù xì. Cây có kích thước lớn, cao và to. Cây sao đen được khai thác chủ yếu để lấy gỗ. Gỗ sao màu vàng nhạt, hơi xám rác, có màu sáng hơn, thuộc loại gỗ quý.
không mối mọt thường dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc, làm sàn nhà, tà vẹt, đóng toa xe, tàu đi biển. Gỗ sao cũng là loại gỗ rất được ưa chuộng dùng để đóng tàu thuyền hay phà qua sông. Ngoài ra thì cây sao đen còn có rất nhiều công dụng hữu ích, không chỉ trong sản xuất những đồ gia dụng, những món đồ nội thất mà cây sao đen còn được dùng trong y tế. Do có nhiều tatin nên vỏ sao đen được dùng làm thuốc, chữa đau răng, viêm lợi áp xe, làm răng bền. Nhựa sao đen không chỉ dùng làm vernis trong công nghệ sơn mà còn dùng làm thuốc cầm máu. Tại Việt Nam thì một số nơi đã dùng vỏ cây sao để ăn trầu thay vỏ chay. Cây sao đen có kích thước cao và to, tán lại rất đẹp, vì vậy thường được trồng làm cây đường phố hay các công trình lớn. Gỗ sao đỏ thì gỗ sao đỏ có rác lõi rất rõ ràng. Thân gỗ có màu vàng, nâu hay nâu đỏ. Mặt gỗ có độ mịn khá cao, thân cây thẳng và đều, kết cấu gỗ chặt chẽ. Gỗ sao đỏ có chứa dầu nhựa, co rút thì tương đối ít, với sức chống tách cao, ít bị cong vênh hay nứt nẻ. Chính vì vậy thì gỗ sao đỏ được dùng rất nhiều trong công nghệ đóng tàu thuyền. Gỗ sao cát thì sao cát là loại gỗ quý, đặc tính gần giống với sao đen. Những cây gỗ sao cát thì thường lớn hơn và vỏ có màu nâu. Cây gỗ sao cát thì được tìm kiếm và đánh giá là cây gỗ sao cao to nhất Việt Nam, có đường kính khoảng 8m, cao khoảng 50m, trữ lượng hơn 100 khối. Tại huyện Ca Bang, Gia Lai thì đây là loại gỗ có chất liệu tốt nhất, chắc chắn, có độ mịn cao. Chính vì vậy thì gỗ sao cát dùng để đóng tàu thuyền rất tốt. Phần 6. Giá trị đời sống và giá trị kinh tế của cây gỗ sao. Thì gỗ sao được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất cũng như trong xây dựng. Các sản phẩm thường thấy như là sập cửa, phản bàn ghế. Ngoài ra thì nhờ vào tính bền bỉ và chống nước nên cũng được dùng để đóng các loại toa tàu đi biển. Gỗ sao cũng được dùng để đóng thành bè nổi ở các cù lao sông nước. Gỗ sao là loại gỗ đem lại giá trị kinh tế cao. Từ lâu, pháp luật Việt Nam đã không cho phép cá nhân khai thác loại gỗ này. Chính vì thế thì nguồn cung cấp gỗ sao rất là khan hiếm. Trong thời gian trước đây thì gỗ sao thường được dùng làm bộ sập, bộ cửa, bộ ngựa. Chính vì vậy thì những sản phẩm còn sót lại thì luôn là những vật dụng cực kỳ quý hiếm. Và cây gỗ sao thì càng có tuổi thọ càng cao thì cho ra vân gỗ đẹp và càng có giá trị lớn.